Ui, mình mới lần mò được một con game hay phết anh em ạ. Chủ đề thì rất là quen thuộc khi mà chúng ta nói đến cái tên con game, nó là Tây Du Béo VNG. Đây là một con game của nhà phát hành VNG. Và Tây Du Béo thì anh em biết chủ đề là gì rồi đúng không? Đó chính là Tây Du Ký đây anh em. Con game này thì sẽ được chính thức ra mắt vào 10 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 anh em nhé. Các cái nhân vật trong Tây Du Ký thì sẽ được béo lên. Béo lên anh em ạ, không nhầm đâu nha. Nhìn nó rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đây là một con game giải trí rất là tuyệt vời. Hiện tại thì mình đang phải dùng cái mõ này để mà mình gõ tay. Tí kiểu gì nó cũng sẽ có auto cho anh em. Đấy, gõ mõ nghe nhạc buồn cười vai anh em, như kiểu bị đang tụng kinh vậy. Các cái nhân vật của chúng ta rất tếu. Thề với anh em là tếu lắm. Tại vì là ở giai đoạn đầu thì tân thủ chúng ta thì các cái nhân vật nó rất là bình thường thôi. Còn lại thì tí nữa chúng ta đi mở cái hồ lô kiếm đồ thì chúng ta sẽ kiếm được cả nhân vật nữa. Chúng ta sẽ có được ngân giác đại vương béo này, tím anh em nha. Rồi, nhận thưởng. Để xem là có thêm cái gì. Rồi, vậy thôi. Ok, ở đây còn có thêm cả cái đồ giám này. Mở ra nhận được điểm vật phẩm. Đây, chúng ta sẽ nhận được rương. Tây Du Béo VNG này là một thể loại game H5 đa nền tảng. Và chơi được cả ở trên Android này, trên iOS và trên cả trình duyệt web nhé. Nhớ là ra mắt chính thức vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 8. PC chúng ta có thể là trên giả lập này. Mobile chúng ta có thể là chơi Android và iOS và chơi trên cả trên web nữa. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn. Nó một cái dạng game kiểu là đa nền như này chúng ta chơi ở đâu cũng được. Hay lắm. Không cần phải tải trực tiếp trên Shop Play và Apple Store mà chúng ta vẫn có thể là chơi ở trên web được em nhé. Ở đây có cái phần quà lạp đầu và lại nó xuất hiện Tô Ngộ Không nha anh em. Đây là Tô Ngộ Không. Và chúng ta lạp đầu, chúng ta sẽ nhận được Tô Ngộ Không đỏ. Nhìn Tô Ngộ Không đỏ, nhìn tếu vai anh em ạ. Chúng ta có thể là xem được cái bộ kỹ năng của Tô Ngộ Không. Uầy, nực thế nhở. Tô Ngộ Không là một cái vị tướng tấn công AOE, sát thương nhóm toàn bộ kẻ địch anh em nhé. Rất là mạnh luôn, sát thương của nó kinh khủng lắm anh em ạ. Nên là nếu mà sở hữu ở ngay giai đoạn đầu chúng ta thì chúng ta sẽ có được một cái trận đấu nó rất là dễ dàng. Đây xem nào. Mở hộp tướng đỏ, lựa chọn một trong ba. Hay nhỉ. Ồ, cái gì đây? Tiểu Bạch Long. Để xem nào. Ở đây chúng ta có đại bằng kim xí điểu rất là quen thuộc. Chúng ta có lô chấn tử này. Các cái nhân vật của chúng ta đều béo cả. Để xem nào, nhận chính tuyến 50 chúng ta mới có thể là nhận được em nhá. Rồi, nhận quà này. Game tếu đây anh em ạ. Ok. Chúng ta nên nạp đầu nhận Tô Ngộ Không tại vì là thấy khá là mạnh. Thấy khá là mạnh anh em ạ. Ok. 4 hồ lô xanh này. Sau đó một hồ lô tím này. Đỏ à? Mạnh bà anh em ạ. Ra mạnh bà rồi, ra đỏ rồi anh em. Ngon, một rừng tím à, một rừng cam này. Ra mạnh bà rồi. Để xem nào. Dùng ngay mạnh bà thôi anh em. Chỉnh cái đội hình như thế nào nhỉ? Bày trận đây rồi. Chúng ta sẽ thay thế đó là mạnh bà vào. Chúng ta sẽ có được thay tạm đi. Ở đây anh em có thể là sử dụng cái tính năng kế thừa bên cạnh. Cái kế thừa này thì nó sẽ kế thừa toàn bộ những cái level, những cái có sẵn của cái nhân vật trước đó để chuyển sang cái nhân vật mới em nhé, tướng mới. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ nuôi mạnh bà. Cấp thần tướng không thể cao hơn cấp người thỉnh kinh anh em nhé. Cái này là do chúng ta phải nâng cấp cái cấp của người thỉnh kinh lên trước nhá. Cái cấp của người thỉnh kinh bằng bao nhiêu thì ở phía tướng ở phía dưới này chúng ta mới có thể là cường hóa bằng cái cấp của người thỉnh kinh. Lôi mắc mạnh bà đây này. Một. Ok. Cứ đấu vậy thôi. May là có cái auto của nó này. Cái này chúng ta có thể là dùng thêm để mà mở thêm cái số thời gian auto nha. Cái phần này thì chúng ta cũng có thể là xem những cái video để mà kiếm thêm mở kiếm thêm cái rương mới hay là tăng cái số thời gian mà chúng ta có thể là auto anh em ạ. Hồ lô này, 4 hồ lô xanh này. Đây là có cái phần xem video này. Hồ lô này. Vậy là đây là hồ lô đỏ. Hồ lô đỏ ra được cái quần què gì đây? Hãy cùng theo dõi xem nào. Hồ lô đỏ. Ý da. Thôi, ra thôn phán quan. Rồi. Vậy là được 200 quy nguyên bảo này, thêm một cái nhân vật cam thôi anh em ạ, không phải nhân vật đỏ. Cái hồ lô đỏ là chúng ta có thể là xem được cái video để mà mở được cái rương hồ lô đỏ anh em này. Mạnh bà này. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục bài trận.
để mà thay thế nhân vật mới thành nhân vật cam. Đó. Tiếp tục đồ giám này. Vẫn chưa đủ đủ 20 điểm chúng ta có thể là mở được rương em nhá. 20 này. Thêm rương này. Đấy, cứ để cho nó chạy auto vậy thôi. Hồ lô tam giới hoạt động thông thiên tháp. Đây là leo tháp anh em nhá. Đây là leo tháp này, chúng ta có thể là khiêu chiến này. Tốc độ tăng tốc. À bỏ qua được luôn á, hay vậy. X3 luôn anh em ạ. Bỏ qua được này. Vậy thì đấu cứ ngọt ngọt nước mía luôn anh em. 10 lượt. Chúng ta còn 4 lượt này. 3 lượt này. 2 lượt. Ô, không vượt qua được. Không vượt qua được em nhá. Đấy cứ đấu rồi. Hồ lô xanh. Chưa nhận thêm được hồ lô mới này. Đấy thì cơ chế của con game Tây Du Béo VNG nó là như vậy. Anh em hãy chờ đợi đến 10 giờ ngày 6 tháng 8. À quên, nó còn cốt nữa mà anh em. Nó còn cốt. Đây, cốt đây rồi. Cốt chung của chúng ta thì hiện tại có đó là Tây Du Béo, anh em nhập vào nha. Tây này. Du này. Béo này. Ok. Rồi, chúng ta có 20 mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên và 10 thinh thần thú à. Sau đó thì còn thêm một cái cốt nữa. Ôi, nó cho thêm một cả 688 kim viên bảo. Cốt thứ hai đó là TD BF này. Sau đó thì LF này. B10. Rồi. Ok, à nhỉ, một rương su 188 nguyên bảo và hai cái túi phúc kim đơn. Để xem nào. Đây có rương có một cái vé gacha X10 này. Ôi, được luôn. Ngưu Ma Vương. Canh mạnh bà rồi, lại thêm được Ngưu Ma Vương nữa. Phần gacha chúng ta có mua 1.500 kim nguyên bảo. Gacha lại thêm được đỏ. À không phải, đây là cam thôi anh em. Đây rồi, đỏ đây rồi. Địa Tạng Vương chúng ta có được 3 đỏ. Ngon rồi, ngon rồi. Nhiệm vụ này, 1 này. Để xem nào, còn thêm cái phần quà gì nữa không nào. 20 mảnh tướng đỏ ngẫu nhiên. Mở hết này. Sau đó thì một rương su. Túi phúc kim đơn này. Đó. Về nhân vật chúng ta tiếp tục được ghép à? À, đây là những cái nhân vật, những cái mảnh của nhân vật khi mà chúng ta đi gacha nó ra và chúng ta có thể là ghép vào này. Khi mà ghép vào chúng ta có thể là mở được nhân vật mới và chúng ta có thể là nhận được cái rương đó anh em. Đấy, game này được phết đấy anh em ạ. Rồi. Đồ giám này, đó. Đỏ chúng ta sẽ là 3 nha. Tím của chúng ta sẽ là 1, cam của chúng ta sẽ là 2 thì phải. Rồi, rương này rồi, 200 kim bảo. Ngon. Chúng ta sẽ bày trận mới này. Bỏ hết những cái nhân vật phàm phu ra này. Phàm phu 1 2 3 này. Đấy, chúng ta có đủ được đội cam rồi, vậy thôi. Vậy thôi anh em nhá. Sau đó thì chúng ta lưng mạnh đi thôi, mạnh bà Ngưu Ma Vương. Tạm thời là cứ lên cấp 100 nữa này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ cho thêm rồi. Địa Tạng Vương. Còn lại cam thì mình chưa muốn nâng cấp, kệ đi. Đấu tiếp đây. Để xem là với cái đội hình mới này chúng ta sẽ có được cái gì hấp dẫn nào. Đội đằng trước đang bị mất khá là nhiều máu rồi. 1 2 3 4 này. À lại có thêm rương. Rương chứa 50 kim nguyên bảo. Ok. Đấy thì tổng quan về con game này là như vậy. Em có thể tải về và trải nghiệm tựa game trên Set Play và Apple Store, hoặc em có thể là chơi trực tiếp trên H5 trên web anh em nhé. Link toàn bộ thông tin mình để dưới phần mô tả của video. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối cái video này, và chúc anh em có những phút giây thư giãn bên Tây Du Béo VNG nha. Bye bye.